Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 567 đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện bộ chỉ số PEPI. Theo đó, các sở, ban ngành, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các hoạt động quản lý chất lượng môi trường theo ngành, đơn vị, địa phương quản lý, tập trung rà soát các chỉ số, đề xuất các giải pháp cải thiện đầu tư cơ sở hạ tầng về cấp nước sạch, xử lý chất thải, xử lý các khu vực bị ô nhiễm, tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các doanh nghiệp trên địa bàn. Bộ chỉ số PEPI được triển khai từ năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong bảng xếp hạng 63 tỉnh, thành phố các năm 2021-2022, Lào Cai đều được xếp loại khá.